Xin chào mọi người. Mình là Thùy Linh, hiện tại đang là học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông Cao Thắng. Đến với Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, mình rất nóng lòng muốn chia sẻ với mọi người một cuốn sách mà mình vô cùng tâm đắc, đó chính là Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lự Ân. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem điều gì đã khiến cuốn sách này trở nên đặc biệt như vậy. Vào đúng ngày cuối năm 2011, nhà xuất bản Hội Nhà Văn kết hợp cùng với tác giả Phạm Lự Ân xuất bản cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Ngay sau đó, cuốn sách đã trở nên nổi tiếng bởi lời lẽ chân tâm, thực ý. Với sức hút của mình, Nếu biết trăm năm là hữu hạn trở thành cuốn sách bestseller 2012-2017, được tái bản 20 lần cả bìa cứng và bìa mềm, cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu lỗi thời. Người già, người trẻ đều tự tìm thấy, chiêm nghiệm những điều trong quá khứ, hiện tại thật sâu sắc, giản dị. Phạm Lự Ân là cái bút quen thuộc với những bài viết cảm thức trên báo Hoa Học Trò. Giới trẻ đã quen với tên tác giả từ những trang viết như tác động thật sâu tâm khảm và trở thành đường hướng cho những trái tim nô nức, lắm bồi hồi, nhiều trăn trở, nhưng rồi cũng được xoa dịu, dẫn lối. Điều đặc biệt đằng sau bức danh này là sự kết hợp của cặp vợ chồng tên tuổi Đặng Nguyễn Đông Ly và Phạm Công Luận. Nếu biết trăm năm là hữu hạn là tập truyện ngắn gồm hơn 40 bài viết nhỏ được viết dựa trên những suy tư, trải nghiệm của tác giả về nhân sinh. Tác giả cuốn sách thật thành công khi đưa người đọc vào những nhận định khác nhau về cuộc đời, tình yêu, tình bạn, tiền tài hay số phận. Từng câu chuyện trong ấy đều có hình bóng của một con người chúng ta từ bé nhỏ cho đến khi trưởng thành. Chúng ta đều đã từng phân vân hoặc mơ hồ về một điều gì đó, nhưng khi đọc qua cuốn sách này, chúng ta sẽ vỡ òa ra tất cả. Với Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lự Ân đã viết bằng cả trái tim mình để đưa đến những giá trị cốt lõi nhất về cuộc sống, về sống làm người. Nếu bạn là một người thích sách, bạn lấy sách thì chắc hẳn sẽ không bao giờ bỏ qua được cuốn sách này. Từng câu, từng chữ dẫn dụ người đọc như những giọt nước thanh mát, nhẹ nhàng cuốn trôi đi những lo âu, bộn bề để tưới đậm tâm hồn ta, để ta hiểu thực sự như thế nào là sống. Không hề đau to búa lớn, không lên gân hay giáo huấn. Từng câu chuyện nhỏ như ai qua là trốn bao xa, những gạch nối từ quá khứ, tất cả đưa ta đến vào những khoảng không mênh mông rộng lớn, đôi chim đắm vào trong hồi tưởng của riêng ta. Ta vô tình gặp hình ảnh của chính mình ngày xưa với một thời ngông cuồng, hồn nhiên, có mạnh mẽ, có yếu đuối như bao người. Giọng văn đầy cảm xúc, lãng mạn với hình ảnh mượt mà, câu văn sắc sảo. Sau mỗi câu mỗi chữ là cả một chân cảm được đúc kết từ chính sự trải nghiệm thực tế. Cuốn sách đã mở cửa ngõ để kết nối trái tim với trái tim, giữa người sáng tác với người thưởng thức, vỗ về tâm hồn của nhau bằng cái nhìn dịu dàng, thấu tình đạt ý. Những yêu tư khiến ta bồi hồi và những xúc cảm khiến ta rung động, để khi lật sửa trang sách, ta không thể bỏ qua hay ngõ lơ một trang viết nào. Bìa viết, bản thân chúng ta là giá trị có sẵn. Tác giả gửi lại câu chuyện về bài phỏng vấn Ngô Thì Giá Nguyên. Tác giả cuốn sách được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, ngón tay mình còn thơm mùi hoài hương. Trong đó kể rằng, khi cô đi xin việc ở công ty, có người hỏi, nếu tuyển vào không làm marketing mà làm sale thì có đồng ý không? Uyên nói có. Nhà tuyển dụng rất ngạc nhiên, bởi hầu hết những người được hỏi câu này đều trả lời không. Uyên trả lời, tại vì tôi biết nếu làm sale một thời gian thì bộ phận marketing cũng sẽ muốn đưa tôi qua đó, nhưng đã quá muộn vì sao không đồng ý cho tôi đi. Tác giả còn gửi lại câu chuyện về nữ diễn viên Trần Hiểu Húc. Khi cô đến xin thử vai Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Vương Phù Lâm đã đề nghị cô đóng vai khác. Hiểu Húc lắc đầu, tôi chính là Lâm Đại Ngọc, nếu ông để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ nói rằng Lâm Đại Ngọc đang đóng một vai khác. Vậy theo các bạn, điều gì giống nhau giữa hai con người họ? Đó chính là sự tự tin. Họ thành công bởi họ tự tin. Từ câu chuyện đó, tác giả đã truyền tải một thông điệp vô cùng sâu sắc tới độc giả rằng bản thân chúng ta là giá trị có sẵn. Bạn có thể không thông minh bẩm sinh, nhưng luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn là người không giỏi thể thao, nhưng ngược lại, bạn sở hữu một nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn cực kỳ ngon. Với riêng tôi, nếu biết trăm năm là hữu hạn, đã thực sự thức tỉnh trái tim và nhận thức về cuộc đời, cho tôi cái nhìn
trưởng thành hơn về những gì đã qua, đang đến, để hiểu thế nào là thực sự sống giữa cuộc đời vốn dĩ là chuỗi màu sắc đối lập nhau, nhưng luôn cần nhau để tồn tại, nhiều cơ hội nhưng cũng đầy ắp lo toan. Nếu bạn đang cảm thấy loay hoay, bất an, mệt mỏi hay đang muốn thư giãn, hãy dành thời gian cho Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Với người trẻ, cuốn sách này chính là nửa quãng đời còn lại của chính bạn. Với tuổi trung niên, cuốn sách này chính là người bạn đồng hành, cùng bạn ôn lại kỷ niệm, cùng bạn bước tiếp trên con đường phía trước. Còn đối với những ai đã đến cái dốc bên kia cuộc đời, cuốn sách này là quá khứ, hoài niệm và là hình ảnh của chính mình ngày xưa. Đó kích thích cảm giác đọc sách bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động liên quan đến vấn đề đọc sách. Qua các hoạt động này, những bạn ham mê đọc sách sẽ có cơ hội để phát triển và thể hiện niềm yêu thích sách của mình. Còn đối với những bạn ít đọc sách sẽ dần dần phải buông điện thoại xuống với sự hứng thú trong đầu. Sách có gì đặc biệt đến vậy? Từ đó bắt đầu tìm hiểu, mày mò về sách nhiều hơn. Một ý tưởng mà em nghĩ rằng sẽ tăng cao hiệu quả đọc sách ở giới trẻ, đó chính là tạo nên tủ sách miễn phí. Tủ sách miễn phí được tạo nên từ những cuốn sách mà mọi người khi không còn nhu cầu đọc sẽ ủng hộ vào đấy. Mục đích của việc này là tạo cơ hội cho những bạn không có điều kiện để mua có thể lựa chọn cho mình một cuốn sách phù hợp và hoàn toàn miễn phí. Để hạn chế con số ít đọc sách của giới trẻ trong tương lai, hệ thống giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thói quen đọc sách cho học sinh từ bé. Rèn luyện tư duy, tự đặt ra cho mình những câu hỏi, theo thời gian, thói quen đọc sách sẽ được hình thành sớm từ giới trẻ. Bản thân em hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, những bạn trẻ sẽ có thêm niềm yêu thích đọc sách, cùng nhau chia sẻ những cuốn sách hay và phương pháp đọc sách hữu ích đến mọi người. Bạn hãy tưởng tượng, một ngày ra đường, thay vì cầm điện thoại trên tay, mọi người lại cầm sách đọc. Thay vì xúm xím lại với nhau để bàn về một đôi giày sành điệu hay là những trào lưu hot trên mạng xã hội, thì các bạn trẻ lại cùng nhau chia sẻ những cuốn sách vừa đọc ngày hôm qua. Thay vì để con cái xem các kênh truyền hình trước khi ngủ, thì cha mẹ lại kể chuyện cho các con nghe những câu chuyện mộng mơ nơi có những cô tiên hay chú cuội ngồi trên mặt trăng. Chẳng phải vì có sách xuất hiện mà tất cả bỗng trở nên hạnh phúc và tuyệt vời sao? Vậy là những chia sẻ của em đến đây là kết thúc. Mong rằng cuộc thi sẽ tìm ra được đại sứ văn hóa đọc năm 2020 để cùng lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến mọi người. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.